Luân chuyển là một khâu quan trọng cho công tác cán bộ của Đảng, nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng thử thách đội ngũ và tăng cường nguồn lực chất lượng cho các địa phương. Xuất phát từ mục đích ấy, việc luân chuyển cán bộ được huyện ủy Yên Sơn quan tâm thực hiện tốt. Hết giờ làm việc, cũng là lúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Pân Lê Hồng Việt xuống cơ sở với bà con nhân dân. Từng là Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, anh Việt được luân chuyển về xã Xuân Vân từ giữa năm 2020. Khắc phục khó khăn do không phải là người địa phương, anh thường xuyên bám nắm địa bàn, gần dân, sát dân. Trong mọi công việc đều phát huy dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhờ người đứng đầu cấp ủy chính quyền, năng động và biết lắng nghe nhân dân mà Xuân Vân đã giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp, nổi cộm như hiến đất, mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 2C, hoàn thành vượt kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo nghị quyết 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lắp đặt camera giám sát để giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn trọng yếu. Qua việc xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, thì bản thân đã lắng nghe được những đóng góp, những ý kiến tham gia rất là thiết thực. Qua đó là những cái thông tin mà chúng tôi thu thập được quá trình đi xuống cơ sở, rồi về báo cáo tập thể đảng ủy cũng như là chính quyền xã để đưa ra những kế hoạch, những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư kiêm chủ tịch là người ở địa phương khác về điều hành, thì từ ngày đồng chí về địa phương thì đồng chí thường xuyên xuống cơ sở. Cá nhân tôi là người cũng được làm việc với đồng chí ở từ thôn bản đi lên, là tôi thấy đồng chí là một cán bộ năng động, nhiệt tình và rất gần dân. Kim Qua là một trong những xã có diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt nhất của huyện Yên Sơn. Từng là địa phương đặc biệt khó khăn, đến nay Kim Qua đã được công nhận là xã nông thôn mới và đang tiến tới mục tiêu nông thôn mới nâng cao. Kết quả đó có dấu ấn đậm nét của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trọng Văn Vĩnh. Từng làm Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Yên Sơn, anh Vĩnh được huyện ủy luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã với nhiệm vụ treo lái con thuyền đưa Kim Quan hoàn thành chương trình nông thôn mới. Trước muôn vàn khó khăn thủa ban đầu, anh Vĩnh đã chủ động bàn bạc với cấp ủy xã, bổ sung quy chế làm việc, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ xã, từng bước tháo gỡ những nút thắt của địa phương. Là cán bộ trẻ, thời gian ở cơ sở đã giúp anh tôi luyện bản thân, trưởng thành trong công tác. Năm 2020, anh được Hội đồng Nhân dân xã tín nhiệm, bầu kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Được Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 23 bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, thì thứ nhất là chúng ta phải xây dựng Ban chấp hành Đảng bộ xã và tập thể cán bộ công chức là một khối đại đoàn kết. Thứ hai nữa là đi cơ sở, nắm bắt tình hình cơ sở, tình nhân dân, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thì mình gần dân hơn, sát dân hơn, thấu hiểu với dân để triển khai thực hiện nhiệm vụ, và các nhiệm vụ đó thì phải đi vào lòng dân, đúng ý chí nguyện vọng của nhân dân thì chúng ta mới thực hiện được các nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Yên Sơn đã có 10 cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp huyện được luân chuyển về giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các xã thị trấn. Việc luân chuyển đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp thực tiễn, hướng tới mục tiêu giúp cán bộ trong diện quy hoạch, rèn luyện, trưởng thành và tăng nguồn lực chất lượng giúp cơ sở giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm ở địa phương. Vượt qua những khó khăn thách thức trong môi trường mới, các cán bộ luân chuyển đã từng bước tiếp cận, bám sát yêu cầu thực tiễn, cùng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua đó, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh để trưởng thành, trở thành người cán bộ gần dân và gắn bó với dân.